Thưa quý vị và các bạn, thống kê của Sở Thông vận tải Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh đang có 250 phương tiện thủy nội địa là các tàu kiểm tra đường sông, phương tiện chở khách du lịch tại các lòng hồ, đò ngang, tàu bơm hút vận chuyển cát đã hết hạn đăng kiểm nhưng chưa thể thực hiện kiểm định để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Gần một năm nay, 6 phương tiện thủy nội địa ở phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa phải thả neo nằm bờ do hết hạn đăng kiểm. Phương tiện lâu ngày không hoạt động đang có dấu hiệu xuống cấp, đầu máy hoen xỉ, khoang dưới rêu xanh bám thành lớp. Đây là tình trạng của nhiều phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thông tư số 36 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thuyền nội địa cỡ nhỏ trong thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm, tùy vào từng loại thuyền vỏ gỗ hoặc vỏ sắt phải thực hiện lên đà kiểm tra định kỳ để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm hoặc gia hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện mới chỉ có hai cơ sở đủ điều kiện thực hiện công tác đóng mới, sửa chữa, hoán cải, liên đà phương tiện thủy nội địa, địa tại thành phố Thanh Hóa. Để thực hiện kiểm định, chủ phương tiện phải thuê xe vận chuyển bằng đường bộ nên mất chi phí lớn. Tổng chi phí mà lên đà sang từ đây mà đi Thanh Hóa là coi như cái chi phí là mất khoảng gần 60 triệu. Đấy. Nhưng trong đó mà là lên đà là phải mất cái tiền trông coi cứ mỗi một ngày là phải mất một triệu. Ngoài khó khăn do chi phí đăng kiểm cao, thì thủ tục để được cấp đăng kiểm cũng rất phức tạp, nhất là đối với phương tiện thực hiện hoán cải. Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa Thanh Hóa đang có 45 phương tiện từ 15 mã lực đến 200 mã lực phục vụ chủ yếu công tác quản lý nhà nước về hoạt động đường thủy tại các tuyến sông của tỉnh. Tháng 1 năm 2024, công ty trình cục đăng kiểm Việt Nam phê duyệt thiết kế hoán cải một phương tiện đảm bảo phù hợp công tác quản lý đường thủy. Tuy nhiên đã hơn 8 tháng, phương tiện vẫn chưa được cấp đăng kiểm. Nguyên nhân do một chi tiết nhỏ của phương tiện khi duyệt không có trên thị trường nên buộc đơn vị phải lắp thiết bị tương tự thay thế nhưng lại không đúng với thiết kế phê duyệt ban đầu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Ví dụ như các cái chân vịt hiện nay và các cái nó không phù hợp và nó không có trên thị trường Việt Nam. Sau khi đăng ký thẩm định, thẩm duyệt xong thì về đơn vị đã đi mua nhưng không có thì đề nghị thay đổi lại. Nhưng mà các cái phần vỏ thì đã đóng xong nhưng bây giờ ra dẹp lại cái phần máy thì lại yêu cầu là phải làm lại phần vỏ. Để hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm phương tiện thuyền nội địa, địa, trong tháng 8 năm 2024, đại diện Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa và các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng đến nay, tiến độ thực hiện đăng kiểm phương tiện thuyền nội địa, địa vẫn rất chậm.